mọi người đừng quên nhấn like và sub cho Mèo với Cả Team của Mèo nha. Link channel của Mèo và Cả Team thì Mèo sẽ để dưới phần mô tả, dưới phần bình luận game cũng sẽ có và cuối clip cũng sẽ có đó nha mọi người. Và cuối cùng là mọi người đừng quên nhấn vào cái chuông để có thể nhận những video mới nhất từ channel của Mèo nha. Bây giờ thì chúc mọi người xem clip vui vẻ. Ha, xin chào buổi sáng. Ai hút đi đâu rồi ta? Để coi sao để phan để Mèo kiểm tra coi hút có đây không cái. Rồi. Mèo có chuyện Mèo muốn nói. Đi vô nhà mới được, mẹ sẽ nói cho bạn nghe cái chuyện này đó. Đi vô trong đây, đó, đúng rồi, đi đây. Ngồi xuống, tâm sự nhau nghe nè. Hôm nay mẹ quyết định sẽ làm một clip cho Redwood VN. Và lần này mẹ sẽ cho Redwood không có đường lui luôn. Mấy lần trước Redwood đã làm clip cho mẹ rất là nhiều rồi đúng không? Và lần này mẹ sẽ quyết định sẽ trả thù Redwood một cách đau đớn nhất. Ok, giờ thì mình sẽ đi ra kêu Redwood vô à. Hốt ơi! Mới thấy đây rồi ta. À, Hốt ơi. Hốt. Ủa đi à, hay rồi. Hốt ơi. Hốt. À, mèo hả? Hello, có cái này cho ông chơi nè, chơi. Cái gì? Nè, tặng mèo bông hoa nè. Ui, tốt dữ ta. Trời, nhưng mà cái này không làm thay đổi ý định đâu nha. Thay đổi ý định gì vậy? Không, tôi, đây, lại đây tôi cho ông coi cái này nè. Đang chặt cây, từ từ, cái gì? Chặt cây chi vậy? Sinh tồn chứ gì, ngủ vô đây chơi mà không chơi hết, bị điên à. Nè 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 nè. Sao? Bữa nay tôi đổ ông vô đây chơi sinh tồn. Ừ. Nhưng mà tôi đặc biệt chuẩn bị cho một món quà chào bá lửa luôn. Đó. Cái nhà, tưởng gì nhà tôi tự xây được á? Không, nhưng mà cái này là tôi tự xây, ông phải biết chính bản thân tôi xây đổ mồ hôi công sức ra từ qua từng khúc gỗ mà tôi xây cho ông á, không biết cảm ơn gì hết trơn. Ủa, mèo xây mấy nhà luôn hả? Ông biết tôi là người biêu dở mà tôi xây được cái nhà này là cỡ nào rồi. Ồ, cũng hay ha. Ừ, thấy thấy là này nó chế cửa hiện đại luôn á chứ, cái ghê chưa? Ờ, cũng hay ha. Ừ. Nhưng mà thôi không thèm. Ủa sao hả? Tôi kêu vô đây thấy xây cái nhà là biết định ron tôi rồi. Ông đừng có xây bụng ta ra bụng người ô suốt. Biết có cái lỗ ở dưới sàn này chứ gì. Thách đâu làm đó, làm đây, làm đây. Thấy không, thấy không đập. Coi nè, tôi biết ngay giữa nhà kiểu gì có cái lỗ mà. Đó, đó giữa nhà có cái lỗ vậy. Ngay đây có cái lỗ nè. Nè đập đập bụng cho nè nó. Ê. Ôi vậy ngay đây có cái lỗ nè. Đập xuống cho tôi. Từ từ. Đập xuống. Rồi được rồi, được rồi. Đó, ngay đây có cái lỗ nè, tôi biết ngay đây. Nè, ông thấy á, bình thường ông cho tôi thì ông xây hai cái nhà đúng không? Đúng không? Đúng rồi, đúng rồi. Còn bây giờ tôi hỏi ông này, tôi với ông ở chung nhà với nhau. Dạ. Bây giờ tôi cho anh ông á, rồi một á là hư nhà tôi, hai là tôi cũng bị ảnh hưởng, tôi đâu có ngu vậy đâu. Ủa, ở chung nhà hả? Vậy phòng mèo đâu? Nè, hay, nhà phòng tôi mèo hả? Trên đây. Ê, ở dưới này có cái lỗ không? Gì? Ở dưới này có lỗ không? Lỗ, lỗ gì đi, ở trong phòng ngủ mà có lỗ, ông tính làm gì? Ủa, đúng rồi hả? Phòng ngủ có lỗ thì làm tính, cái gì? Ông tính đi toilet rồi vậy đó chung chỗ hả? Cùng quá. Quên. Đi lên 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 lên. Ồ, phòng đẹp quá ta. Đây, đây là phòng của tôi. Wow, cửa sổ rồi ha. À, không bao giờ được lên ở đây đâu nha. Ủa kìa á. Ủa, không có phận sự phòng đồng bạn gái ở đây làm gì? Tắt đèn của mèo chơi. Đương nhiên quá à, đó. Thôi được rồi, đi xuống đi rồi lên phòng hai cho tôi chơi. Đúng rồi, đi xuống đi. Đó, tôi cho mèo đập hai. Mấy bạn ơi, mình cho mèo lần hai mấy bạn ơi. Đập hai con khỉ. Đây, chị tặng cho mèo hoa nè. Ồ, cảm ơn nha. Biết sao tôi xây nhà tôi không ở chung không? Sao? Tại vì thân tôi mạnh gái mà vô trong đây sinh tồn mới. Okay. Hiểu. Ok, ok quá. Lên ghế ngồi nói chuyện cho đàng hoàng. Lên lên, lên đây. Thôi không thèm đâu, sợ keo quá, nhìn là biết cho tôi rồi đúng không? Sao? Đủ tôi vô đây tính cho cái gì? Tôi vô đây sinh tồn một mình cái chế độ siêu khó như thế này á. Ôi sợ keo. Mấy con creeper, mấy con zombie rồi nó sẽ vô tới tận nhà, nó quýnh tôi luôn nên tôi cần phải một người ở dưới đây nè, coi chừng nhà. Ờ, ra vậy á, ô ra vậy, ô ra vậy. Ờ, lợi quá, kiếm kim cương của tôi nha, không lấy nhiều. Ờ, ok luôn, cho cái... Ủa sao nó lấy được hay vậy đó? Ủa sao lấy được cái kiếm kim cương tôi lấy không được vậy? Nhấn chuột phải vô. Ủa không, ủa giá, không lấy được. Nhấn chuột phải vô lấy ra. Không hề lấy được nè. Ở dưới á. À, lấy được rồi nè. À, đau, đau, đau. Đau, bị điên hả? Ờ, sao tính, đi, tính sao vô đây giết tôi chết sao hả? Đi, sao đi, sao đi, rồi, rồi. Thôi, giờ tôi đi mai nha. Thôi, tôi đi chặt cây nha. Tôi làm cái chuồng chó, tôi nuôi chó. Ờ, đi đi, bye nuôi bye chó nha. Là cho chó cắn mèo. Ha 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 ha. Bơ đi cưng. Đó. Giết khuất đã đi rồi, khoan khoan, coi đi xa chưa cái này. Đó. À, dưới kia, dưới kia, dưới kia. À, nhìn cái gì mèo, hello, hello. Đi, 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 tôi thấy ông đi, tôi dọn thôi. Đi xa xa nha. Đi khùng đi xa trời. Ờ, đi chặt gỗ, đi xa xa, đừng đi. Tào lao, đi xa lạc nhà, sao mà bị điên, chậu cho cái búa vô mặt bây giờ nè, tào lao. Đi, đi vô phải chậu thôi, cho cái rèo vô đi, mặt đi bây giờ. Đi, thôi. Trời đất ơi, không dữ quá. Đó, 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 đó. Đi rồi mọi người ơi. À, thôi giờ mình chờ tới tối đi, cho hút nó về chứ. Đây, bật mí cho bà coi cái này nè. Để đây. Mọi người thấy cái gì chưa, cái gì chưa? Không nói trước đâu. Để hồi mày làm cho mọi người xem. Thôi, giờ lên giường, nằm chờ xíu hút về. À đúng rồi, mình phải giả vờ cứ như mình ngủ trước khi hút về mới đúng. Đó. Bạn thân ơi, vui quá là vui. Hôm nay tay chặt được nhiều gỗ. Bạn thân ơi, vui quá là vui. Ở chung nhà với con mèo xanh.
ta 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 hello mèo. Giang ơi, làm gì ta? Ê, hả? Dạ đang ngủ vô Giang rồi, đi. Ok, đi ngủ thì ngủ đi, tôi sẽ làm bẫy con mèo. Ủa sao không đi ngủ ta đi đâu vậy? Ủa làm gì chứ đó vậy? Sao không chịu đi ngủ đi trời, đi ngủ đi tôi còn cho nó nữa chứ trời. Ôi chết 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 chết. Hời, này mệt mỏi quá trời mệt à. Hời, mình chắc mình phải làm một giấc tiệc đã mới được. Ây à. Thôi tôi ngủ rồi. Khoan khoan khoan, chờ tí nữa mọi người ơi. Chờ tí nữa cho bớt rủ say sưa rồi sau đó bớt. Bé ơi ngủ quán, đêm đã khuya rồi. Ngủ thôi. Đó, cậu lấy đạo cụ ra. Đó, mọi người xem mèo đây. Mọi người xem mèo đây, cú này tròn hút không chết cũng hết xài thôi. Đấy. Thôi đó, nhẹ nhàng tình cảm thôi. Chúng ta làm việc phải nhẹ nhàng tình cảm thôi bằng... Tăng 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 tăng. Thấy mọi người ghê chưa? Ghê chưa? Đó, mèo xây xong mà mèo không biết cái chữ gỗ ở đâu vô luôn á. Đó, đi vô nè. Đó. Mẹ ơi, mẹ ơi, đừng kêu con dậy đi học mẹ ơi. Trời ơi, giờ đây dậy học đi ông nội. Đây, 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 đây. Chỗ này sẽ là cái chỗ cái hố tử thần của Deathhopian. Cái chỗ này sẽ là một cái view. Đấy. Đó, mình có thể đi xuống đây thoải mái luôn mọi người thấy không? Đó, đây là cái chỗ mà Deadpool của chúng ta sẽ được thả xuống đây và có rất là nhiều... Mèo ơi! Trời ơi, lên, lên, lên! Này, bây giờ mình... ta sẽ troll mèo! Trời ơi, trời, ngủ cũng ngủ vừa phải thôi chứ làm cái gì ghê vậy? Giờ mình phải tìm cái chỗ nào để mình tại đây, đây. Đấy, chỗ này, chúng ta sẽ lấy cái trứng của những con Ripper thả ra đây. Xong, đá cưng, đúng rồi, xuống dưới đi mấy cưng. Ê, từ từ, đừng có nổ nha. Rồi, đừng có nổ nha. Xuống. Mọi người biết mèo thả nhiều Ripper vậy chi không? Đó, lần này chúng ta sẽ cho nó xuống một vố thiệt lớn luôn. Ripper, thả cho hết được. Yeah. Nhớ là những ký ức của nó cho mèo. Thả trong sự giận dữ Việt Nam đó. Ok, mèo đã thả chắc cũng một đống con Ripper như này luôn. Đi ra cho làm có được. Đó, nghe chưa? Nghe chưa? Rồi, bây giờ sẽ tới phần của Deathwish Band. Đây. Trời ơi, đủ lồn ngái cho trời ông nội ơi. Đây, lý do tại sao mèo không cho Deathwish nó đào đào ngay cho cái giường của nó đã tại ở chỗ này nè. Ôi, chặt cái giường lỗ lâu quá. Bỏ vô. Đó, đem bên này ra. Đấy. Cái gì vậy? Ồn ồn gì vậy ta? Hơi ngủ tiếp đi. Bé ơi, ngủ ngoan. Em đã kia dòng. Cái giường đâu rồi ta? Như thế này đúng không? Đây, 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 đúng rồi, cái giường như thế này. Ở đây, đấy, một cái giường. Chuẩn bị nha, mọi người, chuẩn bị nha. Yeah! Gì vậy? Mèo, mèo làm gì vậy? Tôi đang ngủ mà. Ủa, mày bị điên hả? Tào lao. Tào lao, đi khùng ha. Nè, ê, nhìn kỹ ra coi xung quanh đây là cái gì vậy? Obsidian, chứ có gì đâu trời, lạc lóc tôi lên rồi nha. Có lóc đặt lên luôn hả? Không. Tôi có mấy lốc cây nè. Đâu đặt lên chưa? Nè đó. Đó, tôi trồng đó. Cái cây dưới này tôi đặt lên được à. Rồi trồng đi, chừng nào mọc lên hả leo lên nha. Ê, ý, hồi sáng tôi còn giữ cái rìu sắt đây nè. Trời ơi, có gì tôi chặt đập đá trèo lên được vậy? Vậy hả? Ừ, nè, rìu sắt này nó. Trời ơi, chơi tôi xíu tôi cho món quà này, chơi vui. Trời ơi, tưởng gì? Ơi, tôi làm một cái bậc thang tôi nhảy lên cũng được vậy. Ồ, cho nè, ở quê. Ê, ê, làm bậy nha, giết người hả? Bây giờ tôi cho ông á. Ta tầm. Đồ điên. Mèo điên rồi, tại sao mày giết tôi? Ủa, ai kêu mấy bữa ông cho ông tôi chi? Đó là cho ông vui thôi chứ có đâu có giết nhau đâu, mày bị điên à. Đâu có giết ông đâu, tôi cho ông 10 giây, nếu mà ông leo lên được á, thì tôi sẽ không đổ nữa. Ê, bạch cái đường gì ông nội, tôi leo cũng được đó, tào lao. Anh leo lên đi, nè. Ê, ở trên này còn có, ê, tại sao lại chơi lớp tàng hình vậy? Ủa, thích thế. Lớp tàng hình là sao mà đập, mèo bị chơi ác quá à. Không, đâu bình thường à. Ê, làm gì vậy? Hả? Mèo làm gì vậy? Sao đập cái đó? Ê, thả tôi ra, trời ơi. Thôi ở dưới đó chơi đi, nè, giờ lẹ lên. Điếm nha, điếm nha. Lẹ điếm cái gì, thôi, sao? Thôi điếm lên, cứ mỗi giây tôi sẽ đổ xuống một xô lava. Giờ ông có chạy ra khỏi. Rồi mèo bị điên hay sao vậy, đổ dạ. Lava sao tôi sống nổi. Dạ, không chạy đi, ông chết vậy thôi. Chạy đường nào, chơi bích bùng rồi sao chạy. Chơi bách trận hẹt. Đâu có bích đâu, để từ từ, để tôi tặng em thêm nha. Nè, thêm số lava nữa nè nha. Ê, bị khùng hay gì vậy? Đừng có đổ lava chết tôi. Tại sao lại không? À, ở đây mẹ có để chị acid nè. Tôi đập bể đá ra nè nha. Chưa, đập đi, đổ nha. Đổ lava nha. Rồi, để tôi đập bể đá ra.
đó 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 mèo trời ơi con tôi hả? Mèo nghĩ sao vậy? Đã nói rồi thì kiểu gì nhà cũng có chó kim kim cương đi chứ. Nè chạy vô. Ê điên hả? Chơi bỏ kim kim cương đâu đánh nhau nè. Không thôi ăn gian quá à, mèo chân gian quá à. Ông chịu thua chưa? Không không bao giờ chịu thua, tôi sẽ trả thù. Ông có bỏ tên tôi hết hả? Sao này còn con tôi hết? Còn mãi mãi vẫn còn. Chạy vô. Ha. Tôi sẽ cho mèo mãi mãi luôn. Ông chờ đi, trước sau tôi cũng trả thù nữa cho coi. Ông cho tôi nhiều trận rồi chứ mà đâu có. Ê, tôi phá nhà của mèo kìa. Cái nhà này tôi xây ra chỉ để cho đâu thôi, tôi không có cần. Nè, đít nè, đít nè mèo ơi. Đánh đít đi, đánh đít đi. Rồi trời đi. Con thì đứng đó, con thì đứng đó. Tôi lên giáp chạy không? Con thì đứng đó, con thì đứng đó, con thì đứng đó. Ôi! Ngu, phá banh nhà mèo luôn. Ngu. Ngu. Chốt nè. Ngu. Ai mở cửa, mở cửa. Không, 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 không. Yeah. Đi mà. Dám đòn tôi hả? Mèo. Đáng ghét. Đi ra, đi ra. Đi ra, đi ra. A. Yeah. Thôi chạy luôn đi. Ở đây nguy hiểm quá.